Chào bà con nông dân cả nước nha. Nay cơm kích tính lên con máy cắt cỏ Robin 192 nha mọi người. Máy này gọn nhẹ ha. Gọn nhẹ mạnh nha mọi người. Đó. Cái kim sẵn ha. Con viên Nhật bãi ha. Này bên Nhật nó sơn gì lên nè mọi người. Đó, chỉ bô còn trắng thôi mọi người. Máy kiểm tra bê tông rất là ok luôn. Quăng ngang luôn nha mọi người. Đó, mình sẵn lớn nguyên rin nè, máy chế quanh rồ bạc kim nha mọi người. Chế rin thoải mái ha, chế ngang ha. Đó, mắt in xa băng nha mọi người. Hệ này chạy rất là chậu bò nha mọi người. Mình đồng cối đá bền, rất bền luôn. Giá rẻ nữa. Tổng quan cho mọi người ha. Máy này tâm nhôm tay ga bóp nè, gin thay máy nè, 192 nè. Đó, trắng cỏ rin thay máy ha, đầu bò rin luôn nè. Đầu bò em cũng vô mở bò mà đầy đủ cho mọi người hết ha. Bóng còn rất là bóng sáng nha mọi người ha, dày dặn cứng cáp luôn. Cả lá rin luôn, 192 nè. Đó, đi ra nè, đi đeo bãi nha mọi người. Đó, thì máy thì bao riêng còn cặp nha mọi người ha, chưa đụng chạm thay thế sửa chữa hay gì hết ha. Đó, bình xăng riêng rồi điện riêng hơi riêng rồi tất cả riêng hết nha mọi người. Thì giá máy em đã bao ship toàn quốc ha, đầy đủ phụ kiện như bugi nè, đây bắt cước nè, bắt cước cải tiến nè. Đó, và dây cước đi kèm nữa ha, cước pháp gai ha, tốt nha mọi người. Và một cái lục giác, lục giác 4 ha, mọi người cũng dặn như dặn ha. Đây, đầu dao tiếp mở bugi và đầu dao nha mọi người, dây dặn ha. Và một con dao cắt Thái Lan dày 2 chấm nha mọi người, dày 2 chấm ngang 80, dày 3 tấc nha mọi người. Đó, giờ xịn nha. Rồi tới nơi kiểm tra máy ok với thanh toán tiền ở shipper ha. Thì ai đầu tiên mua máy em thì cọc em trước 100.000, còn mua khách quen thì khỏi cọc nha mọi người. Đó, em cũng máy em ra chất lượng lắm, thôi thì khỏi bàn nha mọi người. Hơi quá căng mạnh luôn. Đó, rồi nhiệt nổ nha. Máy rất là đậm mạnh luôn ha. Anh em cũng không có hiện nhiệt cho mọi người nghe được nha. Máy em chạy ngon lắm nha mọi người. Mua về 5 năm yên tâm là không hư luôn. Xài yên tâm ha. Giá máy thằng mua 89 tương hệ ha. Ai chưa chọn con máy nghĩ thì nhớ kênh theo dõi. Để em ra những con máy một người ok ủng hộ em nha. Rồi, bye bye mọi người. Em bảo hành đi xe bên sang con nha mọi người 3 tháng nha.